Tòa án do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn ở Campuchia đã giữ nguyên án chung thân đối với hai cựu lãnh đạo của chế độ Khmer Đỏ về tội ác chống lại nhân loại. Khieu Samphan, từng đứng đầu nhà nước, và Nuon Chea, đứng hàng thứ hai sau thủ lĩnh Khmer Đỏ là Pol Pot, đã bị kết án vào năm 2014 liên quan đến các tội diệt chủng, mất tích, cưỡng bức và đàn áp chính trị. Hôm 22 tháng 11, thẩm phán đứng đầu tòa án tối cao Khong Srim nói án chung thân là thích đáng đối với hai người này, vì hai người này đã tỏ ra hoàn toàn không quan tâm đến tính mạng của người Campuchia. Ông Chea và ông Samphan là các quan chức cao cấp nhất còn sống của chế độ Khmer Đỏ. Hai người này cũng đã bị đưa ra xét xử trong một vụ án thứ hai liên quan đến tội diệt chủng. Luật sư của họ lập luận rằng bản án năm 2014 đầy những sai sót và thiên vị. Tuy nhiên, phán quyết hôm 22 tháng 11 có lưu ý về một số vấn đề, nhưng bản án chung vẫn được giữ nguyên. Tòa án cũng đã kết án một người khác, trong khi nhiều lãnh đạo Khmer Đỏ đã chết. Khmer Đỏ bị quy trách đã gây ra cái chết của khoảng 1,7 triệu người Campuchia trong giai đoạn từ năm 1975 đến năm 1979.